Trẻ em có uống được nhị hoa nghệ tây không? Nhị hoa nghệ tây là một cái loại thảo dược tự nhiên lành tính phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi sử dụng. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn rất là lo ngại khi cho trẻ dùng. Vậy trẻ em có uống được nhị hoa nghệ tây không và uống thế nào để phù hợp nhất? Hãy cùng tìm những câu trả lời trong video của Thảo hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại video hôm nay. Hiện tại Thảo là nhà phân phối Sarong của hãng Panaman Sarong được nhập khẩu chính ngạch và do công ty Tây Á độc quyền phân phối tại Việt Nam. Trẻ em có uống được nhị hoa nghệ tây không là câu hỏi rất là nhiều phụ huynh quan tâm. Và theo thạc sĩ bác sĩ dinh dưỡng Trần Châu Quyên chia sẻ, vì nhị hoa nghệ tây là loại thực phẩm có rất là nhiều công dụng giúp tăng sức khỏe nên độ tuổi nào cũng có thể sử dụng được, kể cả người già và trẻ nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có nghiên cứu khoa học chính thức nào chỉ ra các trường hợp chống chỉ định với nhị hoa nghệ tây. Sarong cũng được Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận là một loại gia vị thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người. Vậy nên trẻ em là đối tượng hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng nhị hoa nghệ tây và không có bất kỳ một lo ngại gì. Và trẻ em sử dụng nhị hoa nghệ tây như thế nào là phù hợp? Đối với hầu hết các trẻ thì thời gian của trẻ ở trường học thì rất là nhiều. Vậy nên quý bậc phụ huynh có thể sử dụng nhị hoa nghệ tây hiệu quả là ba mẹ hãy pha sa rong hàng ngày vào bình nước cho trẻ. Chỉ cần 3 đến 5 sợi nhị hoa nghệ tây vào bình nước cho bé mang đi học hàng ngày và uống thay nước lọc thì rất là tốt. Ngoài ra có rất là nhiều cách kết hợp sa rong với các đồ uống khác nhau, như ba mẹ có thể xay sinh tố vào nước ép trái cây, hoa quả hoặc sữa, sữa chua cho bé dùng thêm ạ. Bên cạnh cách sử dụng nhị hoa nghệ tây để làm đồ uống thì các mẹ có thể tham khảo nhiều cách dùng sa rong trong các cách chế biến món ăn dặm cho bé, không chỉ giúp tạo cho món ăn đẹp mắt hơn, tự nhiên hơn, hấp dẫn hơn mà còn tạo cho bé cảm giác là ăn ngon miệng hơn ạ. Và khi sử dụng nhị hoa nghệ tây đều đặn thì có rất là nhiều lợi ích cho trẻ, và lợi ích thứ nhất là giúp bé ngủ ngon và ăn ngon miệng hơn. Sa rong thì có rất là nhiều hoạt chất và trong đó có hai hoạt chất chính là carotin và saranat được nghiên cứu có nhiều tác động tích cực tới giấc ngủ, giúp bé sẽ ăn ngon hơn, tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn. Lợi ích thứ hai là giúp cho bé cải thiện trí nhớ và thị lực. Sa rong đối với các bé còn có hiệu quả giúp cải thiện trí nhớ, thị lực, giúp tăng hiệu quả học tập tốt hơn. Carotin trong nhị hoa nghệ tây thì hữu ích giúp hỗ trợ điều trị rối loạn thoái hóa thần kinh và suy giảm trí nhớ liên quan, cải thiện trí nhớ và kỹ năng học tập cho bé. Lợi ích thứ ba là tăng sức đề kháng. Nhị hoa nghệ tây bổ sung dược chất chống oxy hóa, dược chất carotin cùng với vitamin và dược chất thì giúp tăng sức đề kháng cho trẻ. Và ngoài ra, nhị hoa nghệ tây còn kết hợp với ngâm mật ong, ngâm tỏi, đó là những bài thuốc dân gian giúp cho bé khỏe mạnh và tăng sức đề kháng rất là tốt. Lợi ích thứ tư là tăng cường hệ hô hấp, giảm ho cho bé. Saranat và carotin trong nhị hoa nghệ tây giúp tăng cường hệ hô hấp, được nghiên cứu và công bố trên các bài báo thuộc Thư viện Y khoa Hoa Kỳ có hoạt chất chống ho. Lợi ích thứ năm, kiểm soát béo phì cho trẻ. Các hợp chất chống oxy hóa trong nhị hoa nghệ tây có thể điều chỉnh béo phì và các rối loạn chuyển hóa liên quan của bé. Chúng có khả năng hữu ích trong việc phòng ngừa và kiểm soát tình trạng thừa cân và béo phì cho trẻ. Và video hôm nay Thảo đã giải đáp được thắc mắc của rất là nhiều bậc phụ huynh rằng trẻ em có sử dụng được nhị hoa nghệ tây hay không. Và nếu như các bạn cảm thấy cái video này thật hữu ích, hãy like, share và để cho nhiều người biết đến nhị hoa nghệ tây hơn nữa. Và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ Thảo và để giúp Thảo có động lực hơn, làm thêm nhiều video để giúp cho các anh chị em có thêm những cái kiến thức về nhị hoa.